Nói chung anh em hai này rất là nhiệt tình với mình, thương mình lắm. Để nó hơi sạch đây, nước nha. Dạ dạ. Chứ không nhiệt tình vậy, không nhiệt tình dễ gì. Nóng rồi này, nóng lắm rồi. Nè dầu các bạn, dầu bỏ vô miếng. Rồi bỏ dầu vô miếng. Tỏi ớt vô. Cần lấy cây đũa không? Cây đũa không? Đúng rồi. Nè, đây, đũa này. Mình là phụ bếp các bạn. Anh này là bếp chính, mình là bếp phụ. Cái gì khác các bạn? Anh. À, thấy tỏi lên thơm hay không? Cực kỳ. Thơm quá thôi anh này. Cho nó sần lại cho mình thải. Không cần cho nó vàng lắm đâu nha. Hơi. Nếu mà nó vàng á, mình xào là tỏi nó bị khét. Nó không ngon. Mình được. Canh sau tỏi nó chín là được rồi. Được anh nè. Rồi đúng rồi, tỏi nó chín rồi. Rồi. Muối. Thôi qua mấy cái anh, cái này mình bỏ nó vô cỡ như muỗng muối, tôi thấy chừng muỗng năm muối không, thì ốc loại ốc này nó vỏ nó dày lắm, nó không có thấm vô được cái trong, mình phải bỏ muối vô hơi mặn chút rồi phải đổi đều không khi mà mình nút cái vỏ đó là nó béo béo, nó mặn rồi. Ok, cái này có được lấy đường không anh? Không luôn à, muối không à? Nói chung mà mình để đường vô á, tại mình không có ấy nó bị khét rồi. Giờ anh này nắp lại nha. Ok em. Để nắp lại. Giờ anh cho nó thêm một nó đẩy nó phật nó nóng đó. Anh cho miếng dầm nước mắm. Ồ. Oh. Nó thêm cái mùi thơm á. Dạ. Yeah. Mắm nó thấm vô mày ốc. Hết sạch tế à? Ừ, hết sạch tế. Để đi gặp phải có miếng có sạch tế. Có mùi thơm nước mắm rồi nè. Sạch tế nó ngon quá. Mình xào xong cái rồi để nào là muối nó nổ à. Nó nổ rồi nó ngon. Nổ rồi nó khô quá. Ừ. Vậy là mũi luôn rồi. Quá thơm. Ý cái hò ốc cái gì? Muối nó dính vô con ốc luôn kìa. Này quá thơm, quá thơm. Cực kỳ thơm luôn, cực kỳ. Ốc núi. Món này nói chung là có tiền cũng chưa chắc ăn được các bạn. Lên đây chim đồng nửa tiếng hồ mà anh em kiếm được có nhiêu ốc nè. Một ký là 260. Rẻ hơn ốc hương mà. Mình chút ra nha. Ờ chút ra được. Này em thấy cái lớp muối là nó vẫn nằm đi thinh nha. Cái lớp muối nó nổ rồi nó vẫn còn nằm thinh nha. Ốc thì nó xuống nè, muối thì vẫn còn nằm đây nè. Ok. Nửa tô gì. Bây giờ mình thử cái món ốc núi rồi các bạn. Ốc gạo núi. Ngon quá. Để cái nó xức bánh. Đưa cái nồi này qua kẹp, đưa cái nồi đó đi. Anh em với tối đi về rồi bắt ốc mệt rồi ăn cháo trắng với hột vịt muối luôn nha. Không. Thấy giờ hành quả mình bắt. Mập lúc luôn á. Không cần chấm luôn. Liếm cái vỏ. Liếm cái vỏ cái là ăn được rồi. Bỏ vỏ xem cái chén kìa. Chỉ cần hai cuộc giao chiến. Mập lắm. Luôn là lão bất tử.
Một cái vỏ dày vừa vậy ha. Con nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy chứ. Bắt nó ra lỡ ra là mập lúc rồi chứ không ớn.